Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 2, Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2023 tổ chức buổi họp rà soát về công tác chuẩn bị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp. Sau 2 năm tạm hoãn vì Covid-19, năm nay lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng sẽ được tổ chức trở lại với nhiều hoạt động diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023, nhằm các ngày 17, 18 và 19 tháng 2 âm lịch tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm và các tuyến đường lân cận chùa. Lễ hội sẽ gồm nhiều hoạt động, trong đó phần lễ gồm các nghi lễ, tín ngưỡng tôn giáo, lễ hóa trang Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, diễn thuyết về Mai Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn. Phần hội cũng có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao như thả diều, trình diễn nghệ thuật, giao lưu thơ, nhạc Phật giáo. Đến nay, các công tác tổ chức lễ hội vẫn đang được khẩn trương chuẩn bị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các sở ngành đơn vị được phân công nhiệm vụ cần tập trung hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đời sống tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng, cũng như góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh, sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc này đến du khách trong và ngoài nước.